Chào tất cả anh em nhá. Thì cái sung này thì tôi cũng quay cho anh em xem vài lần rồi đấy. Được cái đợt mà tôi trồng nó lên cái hũ này này. Rồi trồng nó lên một cái chỗ đỏ. Sau này tôi thấy cái cây này nó phát triển mạnh thì bắt đầu rễ nó mạnh thì tôi lại bắt đầu này nhấc cái chỗ đỏ ra và đưa vào cái chỗ to đây anh em ạ. Nhiều anh em thì có hỏi là anh em này. Tại sao mà mình lại từ cái hũ này mình không trồng luôn vào cái chậu to mà mình lại đi trồng vào một cái chậu nhỏ, xong là mình lại đưa chậu nhỏ cho bỏ vào chậu to. Thì ý của tôi là thế này anh em này, mình trồng vào cái chậu nhỏ đấy thì cái bộ rễ này nè, giờ nó ra là nó gom rễ anh em ạ. Bộ rễ là nó gọn, khi nó xuống chậu to thì nó gọn rễ anh em ạ. Còn nếu mà mình trực tiếp mình trồng từ cái hũ này xuống một cái chậu to luôn là cái rễ nó bị nó chạy xoải ra hết anh em ạ. Đơn giản làm cây là mình cứ thứ tự. Còn người ta chơi bonsai theo tiêu chuẩn của quốc tế ấy, thì trước tiên là người ta trồng vào một cái chậu nhỏ, mục đích là để cho nó gom rễ. Tiếp theo thì người ta lại trồng vào một cái chậu to. Chậu to là mục đích của người ta là để người ta khi người ta gom cái rễ nó gọn rồi ấy, thì để người ta trồng vào một cái chậu to để chủ yếu là người ta để nuôi cành cho nhanh. Khi nuôi cành nó hoàn thiện rồi thì người ta lại tiếp tục người ta lại thu vào một cái chậu nhỏ để bắt đầu để người ta chơi. Còn đối với cái cây sung này thì tôi chơi theo kiểu tiểu cành anh em ạ. Kiểu cành có nghĩa là vừa đá này. Sau này có thể là mình đưa vào một cái chậu to thì mình cái chơi cả đá cả nước đó anh em ạ. Đá nước cỏ. Mục đích của tôi là nó trồng vào cái hũ này cho nó cao lên để làm một cây dáng huyền. Để mình làm tiểu cánh thì sau này nó sẽ rất đẹp anh em ạ. Bây giờ thì chắc hôm nay tôi kiểm tra cái bụi rễ của nó, tháo cái hộp này ra anh em ạ. Bụi rễ bữa nay chắc nó khỏe đấy, tháo cho được. Ăn hết xuống cái chậu này. Cứng. Thank you.
Đây này, rễ của nó này. Rất nhiều rễ cái này. Đây, những cái rễ to này. Một thời gian nữa đây, những cái rễ này mình tưới thì đất nó tự rụng xuống thì rễ nó tự nổ ra anh em ạ. Nổ ra là mình kiếm vài cục đá đẹp đấy. Mình áp cho áp những cái rễ này vào. Thời gian nó tưới nó nổ ra bắt đầu mới chèn đá vào anh em. Phối đá rất đẹp. Dưới này phối vài cục nữa. Đắp rêu tuyệt vời. Bây giờ mình moi mình làm ngay là dễ nó bị tổn thương anh em ạ. Mình cứ để cho từ từ nước nó từ nó xối rồi. Cái đất cát nó tự nó trôi xuống. Dễ rất nhiều.